Hãng Campbell và Jerry dựng nên cầu vồng không thể bị phá hủy trong chiến dịch OOH kêu gọi bảo vệ quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT tại Ba Lan. Tại đất nước này, những người thuộc cộng đồng LGBT luôn bị phân biệt đối xử và đứng đầu sóng ngọn gió bị chỉ trích. Vào năm 2012, một tác phẩm điêu khắc hình cầu vồng khổng lồ đã xuất hiện ở quảng trường Xavier ở thành phố Warsaw. Nó đã làm dấy lên sự căm ghét với những người phản đối cộng đồng LGBT ở Ba Lan. Họ đã cố gắng phá hủy và thậm chí là đốt cháy chiếc cầu vồng này đến tận 7 lần. Cuối cùng, chính quyền địa phương bắt buộc phải dỡ bỏ để tránh tai nạn không đáng có. Nhiều năm trôi qua nhưng câu chuyện này vẫn gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ trong xã hội Ba Lan. Chính vì vậy, Ben và Jerry, thương hiệu kem của tập đoàn Unilever đã quyết định dựng lại tác phẩm này và đặt tên cho nó là The Unbreakable Rainbow. Đúng vậy, đó là chiếc cầu vồng không thể bị phá hủy, không thể bị đốt cháy được. Họ đã tận dụng hiện tượng tan sắc của ánh sáng khi khúc xạ qua hơi nước để tạo nên cầu vồng đặc biệt này. Đây chỉ là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng qua những giọt nước trong không khí nên tuyệt nhiên không thể chạm vào được. Đây cũng chính là thông điệp mà Ben và Jerry muốn gửi gắm, quyền được yêu và tự do của cộng đồng LGBT là không thể bị phá hủy. Cộng đồng LGBT tại Ba Lan đã rất hạnh phúc khi được nhìn thấy biểu tượng này một lần nữa. Các cặp đôi đã đi đến nơi dựng chiếc cầu vồng này để chụp ảnh check-in và bày tỏ tình cảm với nhau. Chiến dịch khép lại với những con số vô cùng ấn tượng, 37,6 triệu lượt tiếp cận trên các kênh truyền thông, 71,4 triệu lượt hiển thị và đã giúp agency thực hiện ý tưởng này giành được hơn 40 giải thưởng sáng tạo tại địa phương. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo và chơi nha!